Xin chào các bạn, mình là Khánh. Mình chuyên review và giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng để giúp các bạn có thể hiểu rõ về sản phẩm. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu chi tiết đến các bạn một bộ ống chén rất là độc đáo được sản xuất tại Bát Tràng. Bộ ống chén với cái hình dáng là dùng cái đai sen. Đây, như trước mắt các bạn, đây là mình đang để một bộ đầy đủ, bao gồm một ấm 6 chén và một bộ phụ kiện đầy đủ của một bộ ống chén này. Thì cái nguyên liệu đầu tiên nó là bộ ống chén này được là làm từ loại đất gọi là đất phù sa sông, nó có tên là hồng sa. Đây là loại ống chén hồng sa được làm từ đất phù sa sông. Cái phần toàn bộ cái sản phẩm này thì đều để được để mộc nhé, được để mộc không tráng men bên ngoài. Trong lòng chén thì có được tráng một lớp men thôi trong lòng chén, còn toàn bộ ở bên ngoài thì đều để mộc hết và có cái màu là màu xanh. Thế các bạn thì nhìn thấy màu xanh nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua này. Đây là một cái ống để chúng ta để phụ kiện, ống để phụ kiện. Ống thì có khắc họa tiết hoa sen. Cái ống này thì nó không khác gì là một được thiết kế rất là độc đáo nhé, như một cái lá sen cuộn vào, như một cái lá sen cuộn vào. Ở mặt trước thì có hình ảnh hoa sen rất là độc đáo. Đây là cái cốc tống, cái cốc đựng nước thừa cũng được làm như một cái lá sen cuốn vào, có hình ảnh hoa sen ở trên điêu khắc. Đây là chiếc gạt tàn, cái gạt tàn này thì cũng như một cái lá sen úp lên bên trên, cũng có bông sen và đài sen, làm rất là tinh xảo. Còn đây là cái để gạt trà, cái để cho trà vào trong ấm ấy, có một cái to một cái nhỏ này. Thì cái gạt trà này nó giống như một cái cánh của lá hoa sen, một cái cánh hoa sen được thiết kế như một cái cánh hoa sen nhé, thiết kế như một cái cánh sen. Đây, nó kích thước của nó sẽ như khoảng bàn tay của mình đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó, đây là chiếc chén này, đây chiếc chén thì kích thước của nó sẽ như khoảng thế này. Đây, chúng ta để nhìn thấy chiếc chén này để lọt trong lòng bàn tay. Ở chiếc chén này thì nó được thiết kế giống như một bông hoa đang nở. Ở xung quanh bề ngoài là những cái cánh hoa đang ốp vào bên trong phần thân chén. Các bạn thì nhìn thấy cầm chiếc chén rất là gọn tay nhé, khi mà chúng ta cầm rất là gọn tay. Đây là chiếc đĩa lót, chiếc đĩa lót thì nó chính là hình cái lá sen có gân này, có một chú ếch đang ngồi trên chiếc lá này, bốn góc lá thì đang quặp vào. Đây chúng ta để nhìn thấy nhé. Trên chiếc lá nào cũng có một chú ếch. Đây là cái đựng là để đốt trầm, đây là cái chúng ta để đốt trầm này, nắp này, nó cũng là như một cái bông sen đang úp vào, xung quanh đều là những cái bông sen hết. Ở trong lòng thì nó có một cái để chúng ta để trầm vào để nó hút gió vào nhé, các bạn thấy nó lôi lên. Đây là cái hũ đựng trà, hũ đựng trà có hình nắp là hình lá sen, tất cả là như một cái lá sen nó cuộn vào. Trên nắp thì có một cái hình con ếch, đây. Trên nắp là hình con ếch nhé. Mặt trước thì có hình ảnh hoa sen này, hoa sen và búp sen mặt trước. Đây là cái cốc tống, cốc lọc trà, cốc lọc trà này được thiết kế như một cái lá sen có quai cầm. Đây là cái cốc để lọc trà qua. Đây, chúng ta sẽ để như thế này. Đây là cốc lọc trà này, khi chúng ta pha trà chúng ta sẽ rót trà vào trong cái cốc này để lọc lại cái cặn, và từ cái cốc này chúng ta sẽ lại rót ra những cái cốc trà như thế này, các bạn nhìn thấy nhé, cốc lọc trà. Đây là cái ống đựng tăm, cái ống đựng tăm này,